Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì việc đầu tiên thì là mình xin chúc mừng anh em thì về cái dự án là Dot DeFi nhận một token Dot DeFi. Trước đây mình có gửi tới các bạn cái dự án này. Thì hôm nay thì nó cũng đã trả cho chúng ta, thì anh em có thể check quý nhé. Thì một tuần trước thì mình có gửi tới cái video của các bạn cái dự án này. Thì nếu mà bạn nào mà làm từ lúc mình ra video á, thì chắc chắn sẽ được phân phối con token này nhé. Còn vào mà bạn nào mà làm sau khoảng là 4 đến 5 ngày sau mà các bạn làm thì có thể là hên xui, các bạn có thể nhận được, có thể nó phân phối cho các bạn hoặc là có thể là nó không phân phối cho các bạn. Thì hiện tại thì mình cũng thấy khá nhiều là anh em là được chưa phân phối con token này, thì mình cũng không rõ nguyên nhân là sao, hoặc là các bạn có thể làm trước khi airdrop nó end rồi mà các bạn nó mới làm. Nhưng hiện tại thì airdrop end thì nhưng mà cái con bot nó vẫn còn hoạt động, cho nên các bạn tưởng làm là cái dự án này vẫn còn đang làm được, cho nên các bạn cố gắng làm. Nhưng mình thông tin luôn anh em là nếu mà nó đã end rồi thì mà bot vẫn còn hoạt động thì các bạn làm xong thì các bạn cũng không nhận được token đâu nhé. Thì một lần nữa mình xin chúc mừng tất cả anh em. Thì các bạn nào mà làm cùng mình vào lúc mình đăng video thì các bạn có thể chat lại với vào ngày hôm nay nhé. Thì hôm nay thì mình có nhận được là con dot này, là mình nhận được là 19.5 con token này. Thì hiện tại thì con token này đã list trên Uniswap với giá khá là cao nha các bạn. Thì hiện tại con này, nếu mà bạn nào mà muốn trade á, muốn exchange ở trên sàn uniswap.org này, thì các bạn copy lại cái contract của, nếu mà trong quý của các bạn, trong quý trade valid của các bạn mà không hiện ấy, thì các bạn chọn vào phần tìm này nè. Sau đó các bạn thì trên kênh của mình có để contract của cái con Dot DeFi coin này, thì các bạn vào cái kênh Telegram của mình này, bạn copy lại cái contract của con Dot DeFi coin này nhé. Đây là contract của con token này, các bạn copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại với Trust Wallet. Trên Trust Wallet thì các bạn ấn vào mục tìm kiếm. Sau đó các bạn bắt cái contract, các bạn dán cái contract của con đó vào đây thì nó sẽ tự hiện ra cái đồng đó cho các bạn thôi. Đây. Thì nó sẽ hiện ra các bạn. Các bạn có thể bật lên nhé. Sau khi các bạn dán contract xong thì nó hiện ra cái đồng đó thôi. Các bạn bật lên là được. Rất đơn giản bạn, rất đơn giản đúng không ạ? Bình thường thì các bạn tìm là Dot DeFi thì nó sẽ không có ra. Nếu mà bạn bắt cái contract của mình đưa ra thì nó sẽ tự hiện thôi nhé. Sau đó các bạn bật lên thôi. Thì các bạn kiểm tra lại với các bạn đã nhận được chưa nhé. Thì để swap con này sang ETH hoặc là USDT trên Uniswap, thì bạn nào mà hiện tại thì giá phí của trên sàn Uniswap này rất là cao nha các bạn. Cho nên là mình khuyên các bạn đừng nên swap ở trên này. Thì hiện tại thì cái con này nó chỉ cho swap tối đa là 2 con thôi. Trên Uniswap nếu mà các bạn sau khi connect xong mà nó không hiện cái con Dot DeFi coin này này, thì các bạn cũng copy cái contract của mình đưa ấy, copy contract của con token đó lại. Sau đó các bạn quay trở lại với sàn Uniswap này, các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn dán cái contract đó vào đây thì nó sẽ hiện ra thôi. Thì nó sẽ hiện ra cái con Dot DeFi coin này thôi. Sau đó các bạn ấn vào nút add thì sẽ tự add vào thôi. Ở đây như mình này, mình add vào thì có add vào thôi. Để tự add vào quý cho mình. Thì sau đó các bạn có thể chuyển con Dot DeFi coin này lên trên lại, thì các bạn ấn vào dấu mũi tên này thì nó sẽ tự chuyển đổi lên trên lại. Sau đó các bạn swap thôi. Thì hiện tại thì nó chưa, giới hạn swap của nó chỉ là 4 con hay là 4 con nha các bạn. 5 6. Hiện tại nó cũng cho swap chỉ là ấy thôi các bạn ạ. 7 con. Hiện tại thì 7 token. Nó cho chúng ta là swap được là 7 token nha các bạn. Nhưng mà với giá phí hiện tại thì mình khuyên các bạn đừng nên swap ở trên này. Bạn nào nếu có nhiều thì các bạn có thể swap 1, 2, 3 con. Còn bạn nào mà có ít thì các bạn đợi tới ngày 16. Thì mình thông tin cho anh em luôn là tới ngày 16 thì nó sẽ list trên sàn Hotbit nha các bạn.
thì mình sẽ cho anh em xem cái thông tin list sàn Hotbit luôn. Thì trên con Hotbit này thì nó sẽ list vào ngày 16 tháng 10 tới đây nha các bạn, rất là ngon nha các bạn. Đây con Dotificon này, thì con Dotificon này nó sẽ mở deposit trên sàn Hotbit vào ngày 16 tháng 10 vào lúc 8 giờ giờ UTC nha các bạn. Và nó sẽ mở trade, nó mở nạp vào ngày 16 tháng 10 lúc 8 giờ AM giờ UTC nha các bạn. Và lúc và nó sẽ mở trade, có nghĩa là mở swap á, các bạn có thể trade á, thì nó mở trade thì vào ngày 16 tháng 10 lúc 9 giờ ATM. Thì sau khoảng là 3 giờ thì nó mở nạp cho các bạn, và tới các bạn đợi tới 4 giờ chiều, 16 giờ chiều ấy, là 4 giờ chiều ấy thì các bạn mới được là trade được nha. Thì các bạn nào có thì các bạn canh giờ đó các bạn nạp lên các bạn xả. Thì các bạn cứ là đúng giờ nó mở deposit thì các bạn cứ nạp lên để sẵn đi, sau đó chờ tới là 16 giờ chiều. 3 giờ các bạn nạp lên để sẵn, sau đó các bạn đợi 1 tiếng sau 14 giờ chiều ngày 16 tháng 10 thì nó sẽ mở trade, thì các bạn mở trade thôi. Thì nó sẽ mở trade trên cặp là Dot DeFi trên USDT nhé. Thì tổng công của này rất là ít, bởi vậy vì giá nó cũng ổn định các bạn, giá cũng khá là cao. Thì 50 này, 50.000, tổng công của nó chỉ 50.000 Dot DeFi thôi. Thì hiện tại thì trên Uniswap này với giá một con là tương đương là 0.022 thì khoảng là bao nhiêu USD ấy, khoảng là 8 USD thôi các bạn. Hiện tại thì giá đã sập rồi sao ấy, đây nó tăng lên 11 nè, mới vừa 8 mà tăng nè. Con này mình nghĩ nó sẽ còn tăng nữa, cho nên các bạn đợi tới lít trên sàn Hotbit thì các bạn dép lên đó, các bạn để sẵn, sau đó các bạn chơi. Con này phải tăng lên 20 mấy đô trên một này, mình target cái con này là như thế. Thì như vậy thôi, mình thông tin cho anh em. Thì một lần nữa thì mình xin chúc mừng anh em cái về cái dự án Dot DeFi này. Thì lần đầu tiên mà mình thấy cái dự án này là nó trả token trước khi list sàn các bạn. Nhiều dự án nó chỉ trả là token sau khi list sàn thôi, còn này là trả trước khi, trả token cho chúng ta trước khi list sàn, cũng rất là ngon đúng không ạ. Thì mình gửi tới thông tin anh em cái dự án này nó trả token thôi. Thì bạn nào muốn chơi, bạn nào có nhiều thì có thể lên uniswap.org này, các bạn exchange ra, các bạn swap sang USDT hoặc là các bạn chọn sang ETH, các bạn swap ra. Nhưng mà hiện tại thì swap cái con này rất phí, rất là căng nha các bạn, phí up bro. Nếu mà các bạn swap sang thì cái bước đầu tiên thì các bạn phải up bro, các bạn ấn up này, các bạn trả một khoản phí, các bạn trả một khoản phí nhỏ để các bạn up roll rồi, sau đó nó mới hiện chữ swap cho các bạn để các bạn swap từ con Dot DeFi này sang ETH nhé. Thì phí up roll này nó sẽ có một khoản phí riêng, và sau khi các bạn swap thì nó cũng sẽ có một khoản phí riêng, cho nên mình khuyên các bạn đừng nên swap hiện tại trên Uniswap này nếu các bạn có khá ít token, và các bạn nên đợi tới ngày nó trên sàn Hotbit thôi nhé. Thì như vậy là video mình thông tin đến anh em tới dự án Dot DeFi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.